Xin chào các bạn, hôm nay mình lại mang máy bơm mini đi ra đồng để mình bơm nước ruộng nhà mình nhé. Đó, mình cắm được khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái ruộng này của mình sáng nay nó không còn một hột nước nào nữa mà bây giờ nó đầy ùm rồi này. Mình chuẩn bị bước vào vụ cấy rồi các bạn ạ. Ruộng trên, ruộng dưới này thì đầy nước quá. Lại phải tháo bớt đi, nhưng ruộng trên này thì nó cạn, mình phải bơm vào. Mình xem dọc đường xem là có cái lỗ rũa nào không, phải đắp lại. Thời tiết hôm nay gió hanh nên là có bơm nước lên thì nhanh cạn lắm các bạn ạ. Wow, phía trước có một ống lươn. Ống này người ta đánh lươn bị bỏ quên. Để xem có con lươn nào không nhá. Đấy, họ đánh lươn này các bạn này. Ây chà, khả năng là có lươn. Có lươn là rất cao. Ồ, có lươn các bạn ạ. Đấy, mình lắc là thấy có. Nay mình sẽ làm phúc, mình đi phóng xanh đàn con lươn này nhá. Chẳng biết là lươn to hay lươn bé. À, thấy nó dãy lục bục. Mình mang cho nó ra ngoài giữa cái đồng này, giữa cái ruộng này, mình phóng xanh nó. Trong chuyện cổ tích nhá, kêu là sau này các chú lươn sẽ lớn lên và lên thiên đàng. Mình sẽ phóng sinh nó vào ruộng rau muống này nha các bạn. Mình xem nào. Mình xem là lươn to hay lươn bé. À, quay thế này thì không nhìn thấy các bạn ạ. Nó tối om đợi bên dưới ạ. Mình chút ra nha. Nào, lươn lươn ơi. Nào, bọn mày chui vào đây. Ai? Ui, lươn to đấy các bạn ơi. Này. Ây giờ, đi mình xem sẽ được mấy con nhá. Nha chà. Lươn to đấy. Lươn to đấy, mình mang ra đây. Ê, mang ra đây để chua xem nào. Lươn to hay lươn bé mà có mấy con, thấy nặng nặng hết các bạn ạ. Đổ nó ra cái mảnh áo mưa này nhá. Chút ra đây xong bắt đầu lươn đi đâu thì. Ấy ôi các bạn ơi, được hai chú lươn to chưa này. Đó. Chui vào đây. Các bạn ơi, lươn đi chui vào đây. Đó, lại chui vào đây. Ta sẽ thả lươn ra ruộng rau muống nhá, lươn nhá. Rồi, lươn đi ra đây nhá. Ra đi, một chú, hai chú. Đấy, đi nha, tạm biệt. Hãy đi ra ngoài mà tìm đồ ăn nhé. Khổ, bị nhốt ở đây từ bao giờ rồi á. Người ta đánh, người ta nhốt ở đây từ bao giờ á. Đi, khổ thân. Không đi à? Hả, không đi ta bắt lại bây giờ. Và cái ống này xem là còn con nào đâu. À, hết rồi, được hai con rồi các bạn ạ. Hai con mà lươn to phết đấy, nó vẫn nằm ở đây, nó không thèm đi này. Ê, trời ơi các em lươn này, thôi đi ra vườn rau muống này mà sinh sống. Mấy con sâu con bọ mà kiếm sống nhá, đừng có chui vào cái ống này nữa nhá. Chui vào ống này một lần nữa là mày không gặp được may mắn đâu bạn ạ. Người ta đánh lươn hình như kia có một cái ống nữa hay sao.
thấy nó thò thò lên. Nay mình sẽ, nếu như mà gặp phải cái ống lươn nào bỏ sót ở đây là mình sẽ phóng xanh hết luôn. À không phải. Không phải. Cái áo mưa này nổi nổi lên mình cứ tưởng ống lươn. Không phải các bạn ạ. Và hôm nay chỉ có hai em. Em bị nhốt ở trong cái ống này thôi. Mình đã phóng xanh. Mong cho cả hai em lươn đấy là sống thật lâu. Lươn này là một là loại có thể là côn trùng có ích đấy, chứ không làm hại gì cho đồng ruộng đâu các bạn ạ. Như bắt con sâu con bọ chứ nó không phá phách gì đồng ruộng lúa cả. Riêng mình gặp lươn là mình sẽ thả. Ây da, đường đi của mình. Mình sẽ mang ra. Rồi cái hôm ban nãy mình à kìa. Cái hôm ban nãy mình tháo ra mình vứt nó. Ây da. Đây rồi. Ây, cái hôm lươn để đây. Mang về mình lại để lên bờ xem là các bạn đánh lươn, bạn ấy nhìn thấy bạn ấy nhặt được thì bạn lại sử dụng. Bạn đi đánh chỗ khác. Mỗi người một công việc các bạn ạ, mỗi người mỗi nghề. Như mình thì mình không đi đánh lươn. Nhưng hôm nay mình đã thả hai chú lươn tội nghiệp, không biết bị nhốt từ bao giờ. Nên bây giờ mà mình lại cắm ở đây. Bạn nào có ống lươn bỏ sót thì đến đây mà lấy nhá. Tay bệt quá. Ai chà. Đồng ruộng này cũng rất là nhiều lươn đấy các bạn ạ. Nhưng mà người ta đánh, người ta bắt chuột, bắt ốc bươu vàng thì tốt. Bị bắt lươn. Gọi là những con thiên địch có lợi. Bắt làm gì? Đấy. Mình thả hai con lươn ra cái ao rau muống này của mình này. Rau muống đấy các bạn ạ. Và video của mình xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ tiếp theo.